tăng tốc độ lên chút đi em. 1 và 2. Nhịp chân đúng nha, nhịp chân đúng nha. 1 và 2 và 3 và 4 và. Dư rồi ông ơi, ông dư rồi. Rồi lại. Đúng nha. 4 và là ngắt. Rồi. Rồi không hiểu. Đứng lại. Sao đứng lại. Đếm nha. 1 và 2 và 3 và 4 và. Hơi khựng một chút, anh hơi khựng á. À, lại nha, anh bị tâm lý, anh nhớ nhịp chân. Nhớ nhịp chân, còn lại. Nhịp chân, anh nhịp chân. 1 và 2 và 3 và 4 và. Trễ á, bị trễ á, anh trễ, cái nốt cuối cùng anh trễ á. Nốt cuối cùng là số 4 anh trễ, lại. 1 và 2 và 3 và 4 và. Ok, good, rồi được 3 ô rồi đó ha. Rồi, tiếp theo nè.